Hello em. Đâu quá, hello gì? Ủa, sao này em mặc nhìn mặt buồn hiu vậy? Giá xăng tăng anh ơi, đua xe mô tô tốn tiền quá, mà dịch bệnh nữa. Em đua cái xe vậy mớm nhát ấm nhơm, không còn miếng thịt. Vậy. Vậy thôi giờ nếu như mà không nuôi nổi thì mình bán xe mình đi bộ. Nói vậy mà nói được. Sao nhìn mặt em thảm quá. Nhìn mặt thảm quá, nhìn mặt đổi quá. Tại vì ít bay cơ kêu người ta đi bộ mọi người, vô lý thiệt sự. Để anh coi coi. Có gì không? Thì bây giờ mình bán xe mình mua xe khác. Thôi vậy cũng phải nuôi mà. Đi bộ là cái tốt nhất rồi, đi bộ hoặc là đi xe đạp. Đạp cho nó giảm cân. À, em lại gì? Unit gì? Unit ba ke. Thôi nghỉ đi. Anh đùa em thôi. Hôm nay anh sẽ giới thiệu cho em một chiếc xe không bao giờ hao xăng mà còn mạnh và bốc nữa. Dạ, yeah, thầy con. Thiệt. Thầy con. Thiệt. Xe gì? Rồi, bây giờ ra anh sẽ biết. Đi. Okay, đi. Tên. Đây em. Đây là chiếc mô tô chạy không bao giờ hết xăng. Thiệt không vợ? Anh nói thiệt không vợ? Chứ sao? Không hết xăng. Không bao giờ hết xăng luôn. Khỏi cần đổ xăng luôn. À. Ghê không? Sao biết... được? Sao được? Tại vì nó là mô tô điện mà. Hay quá. Thì mô tô điện sao mà hết xăng? Mà mô tô điện á là lần đầu tiên em nghe thấy luôn á. Mà nhìn ngầu quá hả? Đúng rồi. Em nhìn nó cao tính không? Ừ, nhìn ngầu. Nhìn nó giống như mấy con mô tô cổ điển rồi đó. Mà mô tô điện. Ừ. Mà anh giới thiệu cho em biết ha, cái con mô tô điện này á, nó phải gọi đó là phá vỡ giới hạn về xe điện luôn. Xe điện bình thường là chạy rất là chậm. Nhưng mà con này anh cứ kéo nhẹ lên là hơn 90 km luôn. Thiệt không vậy trời? Ừ. Hơn 90 luôn. Mạnh lắm. Ừ. Sắp xỉ 90 đó, có thể kéo lên nữa đó. Vậy em chạy thử miếng nha. Ok, cho em test luôn nha. Test đi, okay. Bao test. Test không đúng sự thật là tặng luôn xe. Ok ok. Ok, giờ để em leo lên ngồi thử nha. Để coi. Nhìn đây là 1m63 nè. 1m63 là em ngồi chạm chân thẳng nè, không phải nhón nữa không? Thấy không ta? Nè, không phải nhón chân nè. Thì em nghĩ cái xe này những người chừng 1m6 hoặc là 1m58 thôi thì nhón nhón hơn xíu. Chứ em 1m63 là không phải nhón rồi đó. Xe cũng nhẹ, không tới nỗi quá nặng, quá khó chịu đâu. Bây giờ chạy thử mới biết. Xe này bốc quá, mạnh quá anh ơi. Xe bốc thật sự luôn. Đúng rồi, xe này mạnh mà, công suất tối đa tới 6.000W mà. Đã không, đã không? Đã, xe điện mạnh dữ. Tới rồi đó, không tốn xăng. Công suất tối đa của xe là 6.000W, công suất định danh là 3.000W, động cơ điện một chiều không chổi than. Quãng đường tối đa là 200 km với vận tốc 35 km/h, 130 km với vận tốc 70 km/h. Vận tốc cực đại 90 km/h. Anh Minh, xe nó nhanh vậy mà nhìn hầm hố quá ha, không biết kích thước chuẩn nó ra sao vậy? Ok, vậy thì hôm nay anh sẽ giải đáp cho GinX và mọi người xem kênh luôn. Cân nặng của xe là 120kg, kích thước xe lần lượt là chiều dài 1900mm, chiều rộng 750mm và chiều cao là 1100mm. Chiều cao yên của xe là 790mm, lốp được trang bị lốp cao su Mina, giá bán của xe là 54.900.000 đồng. Nè, Vinh X nha. Anh nói một cái bí mật của con xe này rất là hay cho em. Thường á, những cái xe điện á, em hay đi á, thì em sẽ là sợ nó hết điện. Và đi chỉ là, nhiều người nghĩ là nó chỉ là xe này chỉ đi chợ, đi gần gần thôi, đúng không? Đúng rồi. Còn con xe này nha, đặc biệt nha, con xe này có thể đi được quãng đường tối đa của nó là 200km. Là đi, ví dụ em đi từ Sài Gòn rồi về tới Phan Thiết luôn á. Vậy luôn? Ừ. Vậy là cái xe này coi như là đi phục gần gần được luôn rồi, còn cái gì? Đúng rồi. Đi một lần sạc bao lâu ha? À, về cái một lần sạc khoảng bao lâu ha, thì con xe này nó có chế độ sạc nhanh luôn. Em sạc 3 giờ là đi được 200 cây. Còn em sạc 1 giờ là em sẽ đi được 100 cây. Đó, là xài cho một tuần. Ví dụ em đi về tới Phan Thiết đi. Em muốn vòng về lại thì mình ghé quán cà phê đó, mình xin ta sạc 3 tiếng mình chạy vòng về lại. Hay quá hả? Ừ, vậy mới hay chứ. Xe mô tô điện mà đi phượt được.
Ghê không? Ghê, ghê, ghê. Sạc á, vậy là cái xe này mình sạc là điện dân dụng được hả, hay là mình cần phải có trạm riêng biệt anh? Thì đúng rồi, anh kêu vô quán cà phê là có nghĩa là nó có thể sạc điện dân dụng được. Ồ, ừ, thì tiện quá. Em vô quán cà phê em chỉ sạc 1 giờ thôi là em đi tiếp được rồi. Ừ, một cái này em hơi tò mò, tại vì em phải hệ thống phanh anh. Tại vì em nghe nói thường là phanh xe điện nó sẽ không có an toàn bằng những cái loại phanh của xe chạy xăng thông thường á. À, như vậy là em nhầm to rồi nha. Nè, em nhìn nha, ở cái tính năng này á, thì em thử em dặn ga đi. Em dặn ga thiệt mạnh lên. Dặn thiệt mạnh luôn á. Ừ. À, rồi em thả ra. Ui, bánh tự phanh lại. Hay không? Thì phanh cái bánh á nó sẽ tự phanh lại. Với cái ví dụ em dặn nhẹ thì cái bánh nó sẽ phanh nhẹ. Còn tốc độ em dặn càng nhanh thì bánh sẽ càng phanh nhanh. Thấy không? Nó tùy thuộc cái độ mà em dặn ga. Khi mà mình chạy xe á, mình khỏi cần xài thắng như mấy xe máy thông thường luôn. Ví dụ em chỉ dặn em muốn thắng lại, em chỉ nhả ra thôi, xe tự dừng lại. Hay quá ta. Rồi lỡ mà em xuống dốc á thì nó tự động không có bị gọi là tụt dốc hay là bị cái gì đó trơn trượt hết á, nên mình chạy rất là ok. Thấy không nè, quay cho mọi người xem nè, thấy không? Mình dặn nè, anh dặn nè, thấy không? Rồi thả ra là bánh tự phanh lại, thấy không? Anh phải dựng xe lên để cho em thấy cái tính năng nó là như vậy. Thế là nó tối giản được có nhiều cái bước luôn á. Ví dụ như mình chạy xe mô tô là phải đạp thắng chân rồi thắng bóp côn, thắng tùm lum thắng tay hết trơn. Đúng rồi, đúng rồi. Thì cái con này á nó trang bị như vậy thì em đi trong phố em sẽ tự tin hơn. Đó, ví dụ à, em gặp cái sự cố rồi đó, em chỉ cần nhả ga ra là xe dừng lại rồi em đề ba tiếp. Ừ, thì ba tiếp còn thắng gấp chỉ việc nhả ra đâu thôi. Ừ, hay quá ta. Thì ba tiếp, còn chừng nào mà em cần gấp lắm thì em mới cần bổ sung những cái thắng này. Ừ. Còn nếu như mình chạy, anh chạy bình thường, anh chạy là anh không cần bớt thắng luôn á. Ừ, ừ, mình chỉ cần nhả ra thôi là bánh là tự là phanh nhẹ lại cho mình rồi. Ok ha, quá ok. Con này đi trong phố là hết bài luôn á. Quá tiện luôn. Đi trong phố mà đi nhất là đường Sài Gòn của mình. Ừ. Đó, rất là kẹt hay kẹt xe. Mà có những cái tính năng này với lại cái độ bốc của nó thôi, mình chạy thôi bả cháy bồ chét luôn mày ơi. Rồi còn một cái nữa nha. Em nhìn đây, chìa khóa này, chìa khóa của cái gì? À, không biết. Đâu biết đâu. Nhìn là tưởng chìa khóa xe đúng không? Ừ. Nhưng mà đây là chìa khóa của bình xăng. Ủa, xe điện sao có bình xăng? Bình xăng giả. Nhìn cho nó cổ điển đây. Thực ra đây là cái chìa khóa của cái cốp. Thì cái cốp này là mình dùng, có thể dùng để đồ. Ừ. Như đây là anh đang dùng để cục sạc á. Ừ. Rồi. Cốp rất là rộng ha, đó nhìn tưởng bình xăng nhưng mà thực cốp. Ví dụ mình vô cây xăng mình kêu đầy bình anh ơi là người ta không biết đổ sao luôn á. Rồi một cái nữa là xe này không xài bằng chìa khóa mà xài bằng thẻ, thấy chưa, thấy thẻ chưa đó. Rồi em chỉ cần lấy cái thẻ này em chạm vô đây. Chạm vô, ê nó mở lên nè. À rồi khởi động rồi. Ồ hay quá ha. Đó khởi động xe nè. Hay vậy. Còn một cái đặc biệt nữa, xe này á có thể kết nối với app. Bây giờ anh chỉ cần tải app xe điện này về. Đó, app nó sẽ có cái tên giống như là cái tên xe. Đây, cái app đây, em thấy không? Cái app y chang như thế này. Đó. Thì em chỉ cần kết nối như lúc ban đầu. Ban đầu mình tải app về kết nối thì mình đi tới xe thì xe nó tự khởi động lên cho mình. Ừ. Hay không? Hay, hiện đại quá ha. Mà như vậy thì nó có an toàn không anh? Đương nhiên là an toàn chứ em. Uh-huh. Nếu như là bây giờ anh ở đây đi. Ừ. Mà lỡ anh đi ra xa đi. Anh đi xa ơi là xa. Đi ví dụ thôi. Thì á xe tự động tắt máy. Ừ, hiện đại quá ta. Ừ. À, nó sẽ khác là không giống như những chiếc mô tô của mình chạy á, là mình phải độ smart key đồ này nọ kia khác á, nó phức tạp rườm rà. Còn này rất là đơn giản luôn. Ừ, xài cũng á. Dễ nữa, ai xài cũng được. Hay á, em mới thấy lần đầu luôn á. Mà anh có cái này em thắc mắc hoài luôn á, là tại vì em ở bên Nhà Bè á, mà mỗi lần trời mưa là nó lụt, nó ngập dữ lắm.
này biết có ảnh hưởng gì không, đi được không ta? Trời ơi, cái này là bao ngập lụt luôn nha. Đâu? Xe này á là có chuẩn kháng nước IP65, chống nước á IP65. Thì sẽ từ khoảng cách tính từ mặt đường đến cái trục bánh xe là 50 cm, không ngập lụt luôn, không vô nước. Em thấy ghê không? Là ngập từ mặt đường lên 50 cm là vẫn đi được. Rồi đối với cái phiên bản này là phiên bản Weaver. Ai thích đọc là Weaver, Weaver, và tiếng Anh chuẩn là Weaver. Thì đã có nhiều khách hàng sử dụng rồi. Ở những nơi là ví dụ như Thủ Đức nè, Nhà Bè nè, rồi quận 10 nè. Nói chung là những khu nào mà ngập lụt ở thành phố Hồ Chí Minh á, người ta đánh giá là sử dụng rất là an toàn, rất là ok. Cho nên em khỏi lo. Em thấy không? Cái khoảng cách nó rất là cao. Ừ đúng rồi. Cho nên là ngập sao mà ngập được. Nếu như mà nó ngập tới đây thì ngập luôn em á. Ngập tới đây thôi, hiểu rồi. Ừ đúng rồi, là không thấy em nữa luôn á. Nói chung là xe này chống nước ok, leo lề ok luôn. Nói chung là đi trong thành phố mà như thành phố Hồ Chí Minh ngập lụt thì số 1. Quá đã. Trời ơi, đã quá anh ơi. Nhưng giờ em còn một câu cuối em muốn hỏi anh thôi, đó là bây giờ mình bảo dưỡng định kỳ ở đâu anh? Thấy cái xe như này nè. À, ý là em muốn, tại vì hồi đó giờ em chơi xe mô tô á, thì em thấy nó là bảo dưỡng là nó phải nhớt nha, đồ này nọ, đủ thứ, nước mát đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Còn con xe này á, nó chỉ có cái motor điện thôi à. Còn thiết kế của nó đúng tối giản luôn, rất là đơn giản. Thì em không cần bảo trì, bảo dưỡng gì hết. Nó rất là đơn giản luôn. Nó đơn giản chứ không cần bảo trì bảo dưỡng hết, chỉ sạc điện là chạy thôi à. Còn xe này ha, những ai mà muốn trải nghiệm thử á thì cái xe này có ship hàng cho toàn quốc luôn đó, và có sẽ được chạy thử. Sau 2 ngày mà cảm thấy không mừng chỗ nào thì gửi trả lại, không tính tiền, kể cả tiền ship luôn. Đã không? Đã không? Free ship luôn. Đúng rồi. Trời, đúng rồi. Mà anh thấy hay ha, một con xe mà không cần bảo dưỡng gì hết mà chạy đứt bốc rất mạnh nữa. Chỉ có cái motor tơ điện rồi em chạy em dặn thôi. Kiểu có đâu. Cũng ngầu nữa. Không có phức tạp giống như xe mô tô mình ha, đơn giản. Rồi ok. Thì em còn hỏi gì nữa không? Anh kết thúc clip. Hết rồi. Rồi. Cảm ơn mọi người đã xem clip của Minh Biker và nhớ đăng ký kênh. Nhớ like và subscribe cho kênh của Minh Biker ha. Cảm ơn mọi người và sẽ cố gắng đem đến nhiều chiếc xe khác review cho anh em xem.